Giả sử như Kỳ Hải Nam sụp đổ với một cái mức giá không thể chấp nhận được, thậm chí rẻ hơn cả cây gió bầu khoảng 7-8 năm bây giờ, thưa mấy các bác, để chúng ta nhận định được cây này có nên trồng hay không, gió bầu bây giờ cây vanh khoảng 40-45, chúng ta mua ở bên ngoài vẫn có thể có giá 1,5 triệu một cây đến 2 triệu một cây để cho các đơn vị người ta cấy trầm. Thế thì chúng ta trồng cái cây Kỳ Hải Nam này, một cái khoản đầu tư to, và nếu như bây giờ bán chỉ được 1 triệu một cây thì 1 hecta chúng ta thu được bao nhiêu tiền? Được 10 tỷ. Thế thì thưa mấy các bác, đây là một trong những bài toán chúng ta làm kinh tế nhanh hay chậm. Và cái thứ hai nữa tôi muốn nói, nếu như đúng như lời tôi nói, nhiều bác cứ bảo là lùa gà, nhưng mà các bác có đi Trung Quốc đâu. Và tôi sẵn sàng, tôi cho rất nhiều doanh nghiệp đi Trung Quốc cùng với tôi rồi cơ mà. Và 100% các ông đi Trung Quốc về thì lại bỏ ra cái số lượng tiền mà khủng khiếp để trồng. Và cũng thông báo với các bác là chuẩn bị đi, chúng tôi đang trồng 11 hecta ở tại Lạng Sơn. Thông báo các bác, thì các bác cứ theo dõi tôi là xem cái hành trình mà bản thân tôi đang chứng minh, tôi đang làm, tôi đang trồng những cây lâm nghiệp ở Việt Nam như thế nào. Đối với cây Kỳ Hải Nam này, khi mà chúng ta trồng, cái tốc độ lớn của nó nhanh hơn gió bầu Việt Nam rất nhiều. Nó lớn và nó nhanh hơn rất nhiều. Và khi mà chúng ta trồng này, nếu như được 10 triệu một cây thì 1 hát chúng ta có 100 tỷ. Nhưng tuy nhiên chúng ta không hưởng hết chỗ đấy được. Chúng ta phải trừ chi phí đầu vào giống, trừ chi phí nước nuôi, chi phí nhân công chăm sóc 1 hecta, cắt tỉa hàng năm, lượng phân hàng năm, công khai thác như thế nào. Thế trong vòng 7 năm chúng ta thu hoạch như thế thì liệu chúng ta có bài toán này, có liệu có kinh tế không? Thưa bác, có kinh tế. Nói không mơ mộng, thực ra nếu như chúng ta trồng nhiều, chúng ta thu được hàng trăm tỷ. Nhưng khi cái giống mà chúng ta bỏ ra thì nó cũng không phải là tiền trăm triệu hay vài chục triệu đâu. Nó là cái giống phải bỏ ra rất nhiều tiền. Thường bà con chúng ta không đủ năng lực để trồng cái đó. Và chúng tôi đang phát triển cái này là chúng tôi phát triển với những người có khả năng trồng được. Và những doanh nghiệp người ta có khả năng trồng được thì người ta có nhiều công nghệ, người ta có sự hiểu biết để người ta tìm hiểu để người ta trồng. Còn bà con chúng ta trồng được ít được nhiều thì sau này chúng tôi vẫn sẽ thu mua, chỉ là một phần nào nhỏ trong quá trình trồng phát triển lâm nghiệp tại Việt Nam thôi. Các bác cần phải nắm bắt như vậy. Thì khi bà con chúng ta cứ lo là trồng một vài chục cây, một vài trăm cây lừa, sau rồi đến lúc đó, thực ra là chúng ta không nhất thiết phải trồng. Chúng ta cứ nhìn chúng tôi thực hiện, sau đó các bác trồng không muộn. Đối với một cây Kỳ Hải Nam, khi mà chúng ta có trầm sau này rồi, mà đã có trầm rồi, không bao giờ chúng tôi lo là chúng tôi không xuất khẩu thương mại được. Mà nếu mà chúng tôi đã tự chế tác, chúng tôi tự đẽo được ra, chúng tôi phân loại trầm được, thì thưa với các bác thì chúng tôi còn giá trị cao hơn rất nhiều. Cái này thì khi mà nói ra thì doanh nghiệp cũng cần phải, chúng tôi đã phải giải trình rất nhiều, gửi rất nhiều các bản báo cáo cũng như là dự toán cho các doanh nghiệp để trồng. Và đa số những doanh nghiệp quan tâm thực ra là đã hiểu về trầm rồi ạ. Thì tỷ lệ đến 95% là đầu tư. 5% còn lại thực ra là tôi cũng chỉ nói là người ta cũng đang lựa chọn để làm sao tìm được đúng chuẩn giống. Đấy, còn khi mà bà con chúng ta trồng thì chúng ta có thể nắm bắt được, chúng ta nhìn nhận là chúng tôi đang thực hiện hàng ngày là một. Cái thứ hai, chúng ta có thể đến tham quan mô hình, sau đó chúng ta tìm hiểu về từng loại giống, đặc tính từng loại giống. Khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta hiểu về nguyên lý cái trầm này, khi mà thu hoạch thì ai là người thu mua và xuất đi đâu, quy trình xuất như nào, chúng ta hiểu được rồi thì lúc ấy bà con trồng cũng không muộn. Còn giá thành thì nó có theo thời điểm lúc đó. Đó là những cái mà tôi muốn giải thích cho các bác, so sánh về cái sự nếu như thất bại và nếu như thành công trong khi chúng ta trồng trầm. Đấy bạn, ai là người chịu thiệt? Thực ra ở đây thì chúng ta làm nông nghiệp thì không thể thiệt được. Kể cả chúng ta trồng cây lúa, chúng ta ăn. Thực ra là đối với cây lúa thì bây giờ nó mất nhiều công sức hơn ngày xưa, nó phải mất nhiều chi phí thuốc sâu rồi là máy móc hơn. Bởi ngày xưa thì thời nào thế đấy, người ta trồng lúa thì cũng phải dùng sức lao động, rồi nước thì cũng dùng màu gầu để tát. Nhưng bây giờ thì toàn dùng máy bơm. Thì tất cả là chúng ta muốn nhàn hơn thì chúng ta cũng phải chi phí nhiều hơn. Và làm nông nghiệp, trồng cây lâm nghiệp này cũng thế. Khi chúng ta trồng, chúng ta chăm sóc được rồi thì chúng ta, cái bài toán chúng ta giải quyết bây giờ là chúng ta đưa ra cái tỷ lệ rủi ro, đưa ra cái tỷ lệ thắng trong nông nghiệp. Mà từ trước đến nay đến như bài học lớn nhất là bài học cây xưa. Ngày xưa năm 2005, 2004 thì bảo là sau này không biết ai có thu mua không trồng. Thế cuối cùng là Tam Đảo đi tiên phong. Thì đến năm 2013, 2014 thì các bác, những người trồng xưa thì tôi nói câu này là chính xác là 4 triệu rưỡi đến 6 triệu một đồng trên một cân. Loại xưa bình thường. Một cây xưa xây một căn nhà thời điểm bấy giờ. Tất nhiên thì trong quá trình thời gian sau này thu mua nhiều quá thì Việt Nam chúng ta cũng cạn kiệt những cây xưa to.
Và bây giờ giá xưa nó rẻ xuống bởi vì nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là không còn lõi đẹp, màu vẫn đẹp như ngày xưa. Nguyên nhân thứ hai là do thị trường, các nước cũng nhận biết được những cây nó có giá trị mà người ta cũng trồng, thì cũng có nhiều sự lựa chọn. Bây giờ cái cây này nó cực kỳ mới và Việt Nam chúng ta rất gần Trung Quốc và chúng tôi nắm bắt rất nhanh. Và chúng tôi đã nóng lòng trồng từ cái thời điểm trước dịch. Thì các bác có thể nhận định được rằng cái cây này trong những thời gian tới nó như thế nào. Và trầm hương nó còn đẳng cấp hơn rất nhiều so với các loại gỗ quý lâu năm. Thế vậy thì chúng ta có lên đưa ra bài toán là chúng ta trồng hay không? Đấy, cái này thì cũng rất muốn là các doanh nghiệp, bà con, rồi những người đang quan tâm đến nông nghiệp ở tại Việt Nam, chúng ta có thời gian chúng ta nghiên cứu và lựa chọn cái giống nó cực kỳ quan trọng thưa các bác. Bởi vì cái này nó liên quan đến nguồn gen, cái chất lượng giống phải đúng cây giống chuẩn thế hệ 1, đây là sinh sản vô tính, chúng ta gọi là thế hệ 1. Và cây này là cây ghép, chúng ta phải lựa chọn đúng cây của nhà máy xuất ra. Đó là cái căn bản để chúng ta phát triển nông nghiệp, cây nhập khẩu tại Việt Nam và sau này chúng ta xuất khẩu đi nó sẽ dễ hơn. Cảm ơn bà con đã theo dõi hành trình phát triển cây lâm nghiệp quý tại Việt Nam và tôi là Biên, giám đốc điều hành trung tâm cây giống Tâm Đảo. Để mua cây giống thì liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại tôi đã để bên dưới màn hình hoặc nhắn tin trực tiếp trên các nền tảng.